Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Hallelujah! Là các bạn đều được thì sẽ quay ông người bên cạnh và nói là tôi là người phục hưng. Có những người bên cạnh của mình là bạn được phục hưng. Chúa Thánh Linh phục hưng bạn. Kính thưa hội đồng, chúng ta dự hội linh với chủ đề là phục hưng. Để cho chúng ta có cái nhìn đúng thì bố chúng ta sẽ coi lại những cái từ ngữ để chúng ta có cái hiểu đúng. Xin mấy chú thích dùng trước khi tôi chia sẻ lời Chúa. Chúng ta có ba cái từ để chúng ta suy gẫm. Thứ nhất là từ phục hồi, thứ hai là phục hưng, và thứ ba là phấn hưng. Chúng ta phải minh bạch trong ba cái từ ngữ này, nếu không chúng ta sẽ lẫn lộn. Chúng ta hay bị lẫn lộn giữa từ phục hưng và phấn hưng, và chúng ta lẫn lộn ngay cả từ phục hồi nữa. Phục hồi là gì? Phục hồi là trở lại như cũ. Ví dụ như là phục hồi chức vụ, phục hồi chức năng, hay là phục hồi sức khỏe. Nó chỉ đơn giản là phục hồi lại như cũ mà thôi. Đó là sự phục hồi. Và chúng ta tiếp tục. Xin lấy chứ. Phấn hưng. Phấn hưng là một sự tỉnh thức, đánh lên, phấn chấn, hưng thịnh, là một trạng thái ở trong cái phần tâm trí, trạng thái hưng phấn. Và trong những cuộc phấn hưng thì nó chỉ có một trào lưu. Đến một lúc nào đó thì cái tinh thần hưng phấn này nó không còn nữa, và đó là từ phấn hưng. Phấn hưng là trạng thái về tinh thần, trạng thái tỉnh thức này, đấy lên phấn chấn hưng thịnh là trạng thái của tinh thần. Và cái trạng thái này nó không mãi mãi đâu. Nó có một lúc nào đó lên cao trào, xong rồi cái tinh thần phấn hưng này nó không còn nữa, và chúng ta đi chỗ phục hưng. Phục hưng là gì? Là làm cho cái suy yếu được mạnh mẽ hơn, làm cho cái cũ được mới hơn, tốt hơn, cái đã suy tàn được hưng thịnh trở lại và hưng thịnh hơn. Như vậy chúng ta thấy là ba từ ngữ này khác nhau. Phục hồi là phục hồi lại như cũ mà thôi, còn phục hưng là làm cho cái cũ, cái suy tàn nó vẫn hưng hơn cả cái cũ nữa. Vậy bây giờ tôi xin hỏi hội đồng, chúng ta muốn là phấn hưng hay là phục hồi hay là phục hưng? Chúng ta muốn lại cái gì ạ? Vâng, phục hưng có nghĩa là làm cho cái suy đổi, suy tàn, cái cũ, cái yếu nó trở nên mạnh mẽ hơn cả cái cũ. Đó là điều mà chúng ta đang suy nghĩ, và chúng ta đang ao ước rằng có một cuộc phục hưng lớn đến trên đất nước Việt Nam của chúng ta, có một cuộc phục hưng lớn đến trên gia đình của chúng ta. Những bà vợ, quý bà có ao ước rằng chồng mình được phục hưng không? Chồng mình không gây rối trong gia đình của mình nữa mà mạnh mẽ hơn cả cũ. Các bà có ao ước điều đó không? Những người đàn ông, quý vị có muốn cho vợ của mình ra khỏi cái tình trạng cũ tốt hơn cả cũ, và trở nên tuyệt vời hơn cũ, và trở nên một con người phục hưng, làm tấm gương sáng cho con cái của mình? Những người đàn ông, các bạn có ao ước rằng vợ của mình được như vậy không? Những người làm cha làm mẹ, các bạn có ao ước rằng con cái của mình nó ra khỏi cái tình trạng yêu đến thế giới này, ra khỏi tình trạng đi cận, ra khỏi cái tình trạng mà yếu đuối, mòn mỏi, tình trạng hâm hở, tình trạng muôn lạnh? Những người làm cha làm mẹ, các bạn có ao ước con mình được như vậy không? Những người lãnh đạo thuộc linh, những người lãnh đạo các hội thánh địa phương, các bạn có ao ước rằng bầy chiên trong hội thánh của các bạn tự nhiên được thánh linh của Chúa trùng tràn, có một sự phục hưng lớn, và họ quần quần tiến lên, họ hầu được Chúa bằng năng lực của Đức Thánh Linh ban cho, với cả tấm lòng khao khát, họ quần quần tiến lên để phục vụ Chúa, và không có những con người gây rối trong hội thánh. Các bạn có ao ước rằng bầy chiên của mình như vậy không? Các bạn có ao ước rằng hội thánh trên đất nước Việt Nam chúng ta đều được phục hưng không? Các bạn có ao ước rằng nền văn hóa, nền kinh tế và tất cả cái tinh thần phục hưng ở trong đất nước Việt Nam chúng ta được phục hưng hơn những gì đã có không?
Việt Nam được phục hưng thì mỗi chúng ta phải được phục hưng. Phục hưng không đến trên đám đông, phục hưng đến trên một cá nhân của một con người nào đó, và một người có tấm lòng cho Đức Chúa Trời cộng thêm Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống nữa, chắc chắn là sẽ có sự phục hưng. Sự phục hưng ở đây tôi xin nói là có hai tác nhân. Thứ nhất, không thể thiếu được, đó là con người. Phải có con người có tấm lòng để sẵn sàng cho Chúa sử dụng. Và tấm lòng ấy là tấm lòng nào? Chút nữa tôi sẽ nói. Có hai tác nhân tạo nên một cuộc phục hưng. Nếu thiếu một trong hai, chỉ mơ phục hưng thôi, chỉ mơ và kêu gào thôi, sự phục hưng thật không bao giờ đến. Tác nhân thứ nhất, đó là con người. Mà con người đó là chúng ta đang ngồi đây. Cái lời tôi xung quanh thấy không? Con người như thế nào? Con người phải có tấm lòng như thế nào? Chút nữa thì tôi sẽ được tư duy. Còn tác nhân thứ hai, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không bao giờ có phục hưng. Đức Thánh Linh là tác giả của mọi cuộc phục hưng. Đức Thánh Linh là tác giả của mọi phép lạ. Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật. Và Ngài là đấng làm cho Hội Thánh được phục hưng trong ngày hôm nay. Một cuộc va chạm giữa Thánh Linh của Đức Chúa Trời với một hội đồng thánh, nó tạo nên một cuộc phục hưng. Một cuộc va chạm giữa Thánh Linh của Đức Chúa Trời với cá nhân của một con người, cuộc va chạm ấy quá lớn. Cuộc va chạm ấy biến con người ấy trở nên phục hưng. Các bạn có ao ước rằng ngày hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc đụng chạm giữa thiên đàng với chúng ta không? Chúng ta có ao ước rằng có một cuộc va chạm thật là lớn, thật là mạnh, làm cho con người chúng ta bị gục ngã, làm cho đồng minh chúng ta bị sụp đổ, làm con người cũ của chúng ta phải ra đi, để cho Thánh Linh hành động trong chúng ta, tạo nên cuộc phục hưng lớn trên cuộc đời của chúng ta. Thánh ba mẹ mà chúng ta sẽ là kinh thánh. Tôi sẽ nói đến vài điều mà Chúa Giêsu đã phán bảo với Hội Thánh Ê-phê-sô ở trong sách Khải Huyền. Xin mời chú. Chúng ta cùng mở trong Khải Huyền. Khải Huyền lần này chúng ta cùng nhau đọc 2, 3. Hãy biết cho biên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng đây là lời phán của đấng cầm gậy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân thềm làng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã từ những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ chắn chúng ta là người giả dối. Ngươi hay bị đụng và chịu khó vì danh ta, không mềm lòng chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Rồi hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đầu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ của ngươi khỏi chỗ đó. Sau ngươi có điều này khác là ngươi ghét những việc làm của Tạm Vĩ Cô Lạ mà là ta đứng cách nữa. Ai có ai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh rằng kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong ba gia đình của Đức Chúa Trời. Amen. Kính thưa Hội Thánh, như hồi nãy tôi nói là sẽ có hai điều tạo nên một cuộc phục hưng. Thứ nhất là phương diện về con người, và thứ hai là Đức Thánh Linh.
ngày mai, ngày mai tôi sẽ nói về Đức Thánh Linh, còn hôm nay tôi sẽ nói về Hồ Thánh và con người. Đây là bức thư mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã gửi cho các tín hữu trong Hội Thánh Ê-phê-sô. Hội Thánh Ê-phê-sô là một hội thánh mà nếu nhìn theo tiêu chuẩn của con người thì đó là một hội thánh quá chuẩn, quá tốt. Chúng ta thấy Chúa Giêsu khen đó là ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi, ta biết ngươi không thể xông được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối, ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì thánh thần, không nhịn nhục chút nào. Hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh phải nói là rất là nhịn nhục, những phẩm chất rất tuyệt vời trong hội thánh. Hội thánh chịu khó vì cớ danh Chúa, hội thánh chịu khổ vì cớ danh Chúa, hội thánh chịu nhịn nhục vì cớ danh Chúa, hội thánh rất cơ. Xin một lần chúng ta dành cái thời gian chúng ta cầu nguyện. Xin vui lòng đứng lên, chúng ta cùng hiệp bài để cầu nguyện. Bởi vì nếu âm thanh nó không chuẩn, các em đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi, nhưng mà chắc chắn là có một vấn đề gì đây. Chúng ta hãy cầu nguyện một chút trong thời gian này, hãy cầu xin sự chỉ trị của Chúa. Chúng ta ra lệnh cho quyền lực của sự tối trọng linh, của sự gây rối, đến một sự chăn trở phải đi ra khỏi một lần. Đến chúng ta cầu nguyện rất đổ trong thời gian này, hãy có thể chúa sự chăn trở. Chúng ta rất mạnh mẽ hơn của Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả linh của sự nhân trời đi ra khỏi hội đồng thánh tại nơi đây, đi ra khỏi tất cả những dụng cụ âm thanh, ánh sáng, máy truyền thông, tất cả những điều đó ngươi không được phép đụng vào. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố bẻ gãy tất cả một quyền lực của sự tối tăm, và chúng ta công bố sự tự do. Ở đây có thánh linh ở đó có sự tự do, chúng ta được tự do trong thánh linh của Chúa. Chúa ơi, cho con thưa với Chúa rằng chúng con được tự do trong ý muốn của Ngài. Xin Ngài hãy phán bảo với chúng con, hãy nói với chúng con điều Ngài muốn nói, hãy trang bị cho chúng con điều Ngài muốn trang bị cho chúng con, để mỗi chúng con trở thành một chiến sĩ phục hưng cho Ngài, cho đất nước Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, cho chúng con người nói, người nghe, chúng con đều hiệp lòng và hạ mình dưới tay quyền phép của Chúa để đón nhận sự rỉnh rỗ của Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con lời tạ ơn Chúa, chúng con đón nhận sự ban phước của Chúa trong đời của ngày. Đó là một ơn cha, chúng con thành kính cầu nguyện. Amen. Hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh phải nói là có một cái nếp sống đạo rất là tốt. Hội thánh phát triển, hội thánh có sự nhịn nhục rất là khổ, chịu khó chịu khổ vì có danh Chúa và không chấp nhận sự gian ác trong hội thánh, không chấp nhận tội lỗi trong hội thánh. Đặc biệt là hội thánh đấy luôn có ơn để phân biệt được những
sứ đồ nhà, những tiên sứ giả. Như vậy thì trong con mắt của con người, hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh khá chuẩn mực, khá là một hội thánh chuẩn mực ở trong đạo đức Cơ Đốc và những phẩm chất thuộc linh có trong một hội thánh. Nhưng mà Chúa Giê-xu không hài lòng với mình. Chỉ có Chúa mới biết được về sâu ở trong mỗi một con người. Chỉ có Chúa mới biết được cái chiều sâu trong mỗi một hội thánh mà thôi. Nếu như cái nhìn của con người hoặc là cái nhìn của hội thánh Ê-phê-sô thì họ nghĩ là họ chuẩn rồi, một hội thánh tương đối ổn, một hội thánh với nếp sống tin kính quần quần tiến lên, với giáo lý tốt, với tín lý tốt, với công việc làm chịu khó chịu khổ vì có danh Chúa, bảo vệ hội thánh, bảo vệ sự công chính của hội thánh. Với một cái tinh thần của hội thánh như vậy thì hội thánh Ê-phê-sô đã nghĩ rằng mình chuẩn rồi. Và những hội thánh khác nhìn vào hội thánh Ê-phê-sô thì quả thật là đây là một cái khuôn mẫu. Chúa nói là ta biết ngươi, ta biết công việc ngươi. Điều đó cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng theo dõi hết, Chúa là đấng biết hết. Cái mà con người không nhìn thấy thì Chúa Giê-xu nhìn thấy. Cái mà con người không nhìn thấy thì Đức Chúa Trời nhìn thấy. Cho nên là ta biết công việc ngươi, công khó của ngươi, nhưng điều ta trách ngươi, điều ta buồn vì ngươi là ngươi đã đánh mất cái tình yêu lúc ban đầu. Ngươi đã đánh mất cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Và Chúa Giê-xu nói rằng người ta khuyên ngươi hãy ăn năn. Điều thứ nhất là ăn năn. Điều thứ hai là hãy làm lại những cái điều mà cái ngày xưa ấy, cái ngày xa xưa, cái ngày mà ngươi bắt đầu mới biết ta ấy, cái ngày mà ngươi bắt đầu nhận tình yêu của ta ấy, cái ngày mà ta cứu ngươi từ trong tội lỗi, cái ngày mà ngươi thấp kém trong cái xã hội này. Dân Ê-phê-sô cũng vậy đấy. Ngày xưa lúc mà Chúa đến gọi họ, họ là những con người thấp kém, họ là những con người không có địa vị trong xã hội, họ là những con người tội lỗi, gian nan, bệnh tật, khốn khổ. Và cái ngày đấy khi mà Chúa Giê-xu đến, họ đón nhận tình yêu của Chúa thật là mãnh liệt. Không những họ đón nhận tình yêu của Chúa mà chính bản thân họ yêu Chúa một cách cuồng nhiệt, yêu Chúa một cách hết lòng, không yêu sao được. Không yêu sao được khi họ là con người khốn cùng, họ là những con người tệ bạc, họ là những con người thấp kém, không có địa vị trong xã hội. Thế nhưng mà được tình yêu của Chúa biến cải cuộc đời của họ, họ đã trở nên những con người có địa vị trong xã hội. Họ trở nên những con người mà xã hội phải tôn trọng. Bên ngoài thì là như vậy, còn nội bộ của hội thánh thì sao? Nội bộ của hội thánh là quá ổn, với một hội thánh quá chuẩn xác. Và chính vào cái thời điểm, cái thời điểm mà mọi chuyện chuẩn xác ấy, cái thời điểm mà họ đã tương đối ổn ấy, họ đã đánh mất đi một điều mà họ không biết. Đó là cái tình yêu nóng cháy của ban đầu, cái tình yêu thôi thúc họ hầu về Chúa của ban đầu ấy, cái tình yêu làm cho trái tim họ rung động ấy, cái tình yêu mà họ quần quần tiến lên để hầu việc Đức Chúa Trời ấy, cái tình yêu ấy nó lui đi so với những thành công mà họ đang có. Họ càng thành công, họ càng lên cao, xã hội tôn trọng họ, hội thánh càng chuẩn xác, họ càng có kinh nghiệm về chuyện đời, họ có kinh nghiệm về thân học, họ có kinh nghiệm trong chức vụ. Và qua nhiều năm, hội thánh Ê-phê-sô đã chuẩn xác nhiều điều, nhưng người đánh mất đi một cái sản phẩm vô cùng quý giá cho hội thánh. Một cái sản phẩm quá tuyệt vời, đó là tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời. Tình yêu ấy đã không còn nữa. Và Chúa Giê-xu nói rằng, ngươi hãy ăn năn đi và làm lại những công việc của ban đầu. Tôi nhớ này, những ngày xưa ấy, cái ngày xưa mà bắt đầu Chúa đến, Chúa gọi cuộc đời của chúng ta tâm tư tuyệt vời, không có địa vị trong xã hội, không được người ta tôn trọng, bị khinh chê. Ôi tôi nhớ cái ngày ấy mình yêu Chúa biết bao nhiêu, hội thánh của anh em. Amen. Chúa yêu chúng ta là một vấn đề, Chúa yêu chúng ta là một cái tình yêu vĩ đại. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có yêu Chúa hay không, chúng ta có yêu Chúa hay không, đó mới là điều quan trọng. Hội thánh Ê-phê-sô
ngày ấy họ không cần tiền lương, họ không cần ai chỉ bảo cho họ, họ không cần danh vọng, họ bước tới với một động cơ thôi thúc ở trong lòng, đó là tôi yêu Chúa quá đi, tôi chỉ muốn phục vụ Chúa thôi, bởi vì tình yêu của Chúa quá lớn, cho nên họ lấy tình yêu trong tấm lòng và họ đáp lại cái tình yêu của Chúa mà hầu việc này. Nhưng mà sau đó họ đã đánh mất cái động cơ, họ hầu về Chúa bằng lần lượt, họ được tôn vinh thì họ mới làm, họ nhận cái việc gì mà quan trọng ấy, cái việc gì mà họ được sáng danh, cái việc gì mà họ được tôn cao trong hội chúng thì họ lại xuống sẵn lắm. Còn cái việc gì mà có vẻ như là không lớn lắm, cái việc gì có vẻ như là không vinh danh lắm thì họ không làm. Họ làm, họ hợp với Chúa không còn cái động cơ của tình yêu thôi thúc nữa, mà là một cái động cơ thầm kín từ bên trong, một cái động cơ say chẩn chức vì sự vinh hiển của mình, vì sự ham muốn của mình, để thỏa mãn được cái điều mà mình ao ước, chứ không phải để làm thỏa mãn lòng của mình. Chính vì vậy họ đã sa sút. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu nói rằng ngươi hãy xem lại đi, ngươi hãy suy gẫm lại đi, ngươi sa sút từ lúc nào, ngươi sa sút tại đâu, cái gì làm cho ngươi sa sút đi cái tình yêu ban đầu vậy. Và Chúa Giêsu nhắc rằng hãy nhớ kiểm tra lại đi, khi mà kiểm tra được rồi hãy ăn năn đi, không đủ ăn năn sau đó hãy làm lại đi, làm lại cái điều mà đầu tiên ngươi hãy làm ấy, hãy sốt sắng trở lại bằng tình yêu ban đầu đi. Và đó là cái điều mà Chúa Giêsu đã dạy cho hội thánh của Chúa. Kính thưa hội thánh, thường thường các đức nhân chỉ tận hưởng một loại tình yêu thôi, đó là tình yêu agape, đó là tình yêu không có điều kiện. Các bạn có thích tình yêu này không? Chúng ta vẫn thường tôn cao Chúa, tôn cao tình yêu agape, tình yêu không điều kiện. Nhưng mà hôm nay tôi xin thưa với hội đồng, tình yêu ấy là tình yêu phổ thông. Tình yêu agape, tình yêu không điều kiện ấy, đó chỉ là một tình yêu phổ thông Chúa dành cho tất cả mọi người trong thế giới. Nhưng mà Ngài còn một loại tình yêu nữa, đó là tình yêu có điều kiện. Tình yêu có điều kiện, và đây là tình yêu dành cho những người nào yêu mến Ngài nhiều hơn thì Ngài sẽ yêu mến người ấy nhiều hơn. Tôi không nói theo quan điểm của tôi nói theo quan điểm của Kinh Thánh. Xin hãy còn lại chơi trong đoạn Kinh Thánh của sự kiến của mọi người của tôi. Nếu có phải phải nói sao không? Trong mưa kính thưa hội thánh, chúng ta cùng nhau đọc châm ngôn đoạn 8 câu 17. Chúng ta cùng nhau đọc 2, 3. Ai tìm kiếm người yêu thế gian ta, và ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Amen. Đây có phải là một điều kiện không thưa hội thánh? Ta yêu mến những người yêu mến ta, và những người không yêu mến thì Chúa thì sao? Không nằm trong lời hứa này đâu. Ta yêu mến những người yêu mến ta, và ai tìm kiếm ta sẽ gặp được. Và tôi xin bổ sung thêm một số câu kinh thánh. Tôi đọc nguyên cả đoạn nhé. Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng đồng. Hoa lời của ta quý hơn vàng cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy đẫy các kho tàng của họ. Đây là lời hứa của Chúa cho những người nào yêu mến Ngài. Còn anh con nghe không? Chúa yêu chúng ta là một vấn đề, nhưng mà Chúa muốn rằng chúng ta phải yêu Ngài nữa. Có nhiều con cái Chúa ngày hôm nay chỉ tận hưởng cái tình yêu của Chúa cho mình thôi. Còn đó, nếu ai chỉ tận hưởng tình yêu của Chúa cho mình thì nó chưa phải là người chủ. Chúa luôn luôn yêu những người nào yêu mến Ngài, và chúng ta mời thêm những câu kinh thánh nữa. Xuất hiện nhân tổ ký đoạn 20 câu số 6. Xin hội đồng chúng ta cùng nhau đọc. Và làm phương đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Amen. Tiếp tục nhé. Chương đoạn 14 câu 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại.
ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Amen. Người nào yêu mến ta cũng sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đây cũng phải là tình yêu có điều kiện không, thưa hội thánh? Và một câu kinh thánh nữa, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đây là lời hứa của Chúa cho những người yêu mến Ngài. Và trong thư mà Chúa viết cho thánh Ê-phê-sô, Chúa nói là điều mà ta trách đó là ngươi bỏ cái tình yêu ban đầu. Người ấy không phải là bỏ tình yêu của Chúa cho người ấy đâu. Hội thánh Ê-phê-sô không phải là bỏ tình yêu của Chúa cho hội thánh đâu, mà họ bỏ cái tình yêu của họ dành cho Chúa trong quá khứ ấy. Và Chúa nhắc họ rằng hãy làm lại đi, hãy khôi phục lại cái tình yêu ban đầu đi, cái tình yêu mà ngươi yêu ta lúc đầu tiên đấy. Còn thưa hội thánh, Chúa đã yêu ai thì yêu cho đến cùng. Hội thánh Ê-phê-sô không yêu Ngài nhưng mà Ngài vẫn yêu hội thánh Ê-phê-sô. Có thể tôi sẽ qua nhé. Chúng ta không yêu Ngài nhưng mà Chúa vẫn cứ yêu chúng ta. Và chúng ta thấy được rằng Chúa luôn luôn có lời hứa cho những người yêu mến Ngài. Và không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu lại hỏi Phi-e-rơ rằng: Phi-e-rơ, ngươi có yêu ta không? Có phải như vậy không, thưa đại chúng? Chúa Giêsu hỏi ba lần. Chúa Giêsu có một nhu cầu, đó là thế giới này cũng yêu Ngài. Ngài yêu thế giới này là một vấn đề. Còn thế giới này có yêu Ngài hay không lại là một vấn đề. Ngài yêu chúng ta là một vấn đề, nhưng mà chúng ta có yêu Ngài hay không lại là một vấn đề. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem câu chuyện của Phi-e-rơ. Đây là một câu chuyện mà phải nói là rất tuyệt vời để làm sáng tỏ cái đề tài mà chúng ta nói, đó là phục hưng phải đến từ trong tấm lòng. Phục hưng phải đến trong sự yêu thương trước. Nếu không có tấm lòng yêu mến Chúa cộng thêm Đức Thánh Linh hành động thì không thể có phục hưng. Và chúng ta xem câu chuyện của Phi-e-rơ, đưa cái đề tới Chúa. Phi-e-rơ có phải là một người yêu Chúa không? Phi-e-rơ có yêu Chúa không? Anh cho là Phi-e-rơ yêu Chúa đâu, xin vui lòng chưa ta. Cảm ơn cái đề tới Chúa. Phi-e-rơ có phải là người có đức tin không? Có. Phi-e-rơ đầy đức tin. Phi-e-rơ là người yêu mến Chúa. Thế nhưng mà chúng ta xem cái cuộc đời của Phi-e-rơ, ông yêu mến Chúa tới tận nào? Chúng ta xem. Khi mà Chúa Giêsu bị tử nạn thì ai là người chối Chúa? Ai là người bán Chúa? Ông Giuđa. Rồi ông kia, hai người này to không? Hai người này có lớn trong sứ đồ không? Câu hỏi các bạn, ông Giuđa ông lớn không? Các bạn bên nào đi, Giuđa lớn không? Ai cho là lớn? Thế các bạn lý do là sao? Xin hỏi một người đi, tại sao các bạn cho là lớn? Lớn trong đám mù đồ ấy, tại sao bạn cho là lớn? Ông ấy làm chủ quyền, ông ấy là thủ quyền à? Ồ, đúng rồi, các bạn có thân của Chúa này. Các bạn cứ nghĩ là ông Giuđa ông ấy bán Chúa, vì đó thì mình nhìn ông nhỏ là sai ấy. Nếu mà nói về trong các môn đồ, sứ đồ ông lớn, các bạn có amen không? Amen. Cái người tin cậy nè, cái người uy tín người đàn bà mà phục quý cũng là giữ tiền ấy. Mấy cái người giữ tiền đây là quan trọng lắm đấy. Amen. Thế thì như tôi vẫn thường nói về ông sư hiền của tôi, ông bé bé thì cũng quan trọng lắm. Không có ông là ban điều hành nó mới đắp đi không? Ông Giuđa là một người không phải ai đó bán Chúa. Phi-e-rơ lớn hay nhỏ? Lớn. Phi-e-rơ không phải nhỏ đâu. Amen. Chúa Giêsu đã nhiều lần khen Phi-e-rơ. Ông ấy là người luôn luôn mạnh mẽ trong đức tin. Chúa Giêsu đã khen ông là Phi-e-rơ không phải thịt và huyết tỏ cho nhau đâu, bèn là cha ấy, người đúng là ơn ấy. Khi mà ông trả lời với Chúa Giêsu rằng thầy là ấn Christ, con của Đức Chúa Trời, ông khôn hơn người ta rất nhiều, nhưng mà cái sự khôn ngoan của ông ấy đến từ Đức Chúa Trời. Amen. Và đã có lần ông ấy đi được trên mặt nước, các bạn có amen không? Amen. Và rất nhiều lần Chúa Giêsu đã nói rằng ta trao chìa khóa đến yêu cả chị nhiên. Tất nhiên là Chúa không phải trao cho một bên kia nữa. Trong lúc mà Chúa nói câu đó là Chúa nói với Phi-e-rơ trong cương vị của một người đại diện cho các sứ đồ thôi. Nhưng mà câu sâu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 thì Chúa Giêsu không nói như vậy. Chúa Giêsu nói ta trao chìa khóa nước thiên đàng cho các
tân ước. Tân ước có một khoảng thời gian rất đen tối. Chúa Giêsu bị tử nạn, môn đồ thì có một ông thì bán Chúa, một ông thì chối Chúa, còn các môn đồ còn lại sợ hãi, co rúm người lại, chạy trốn trong nhà của một môn đồ nhóm đóng kín cửa này, sợ dừng chịu này, sợ hãi tới mức độ. Đây là cái thời kỳ tôi gọi là đen tối của tân ước. Và trong cái lúc này thì các bạn thấy, tôi xin lỗi, khí hậu miền Bắc của mình trong cái bối cảnh đó, chúng ta xem đức tin của Peter có bao nhiêu, chúng ta xem tình yêu mà Peter dành cho Chúa Giêsu có bao nhiêu, và chúng ta sẽ xem cách mà Chúa phục hưng Peter như thế nào. Chúng ta đi vào chi tiết thì chúng ta xem chúng ta sẽ nhận lãnh được gì cho cá nhân chúng ta, chúng ta sẽ nhờ Chúa làm gì cho cá nhân chúng ta. Chúng ta lấy câu chuyện của Peter để soi mình trước nữa. Chúng ta lấy câu chuyện của hội thánh Ê-phê-sô để chúng ta xem hội thánh của chúng ta có điểm nào giống Ê-phê-sô không. Thưa các bạn, tôi không muốn tạo cái cảm xúc của mình. Đây là chúng ta đang tìm ra phương cách để phục hưng. Các bạn quan nghe không? Chúng ta đến để tìm ra một cảm giác của mình. Chúng ta không tìm ra một cảm xúc của mình. Té xuống đứng lên đi ra về vẫn vậy. Tôi nói với các bạn rằng những bài giảng ở ngày hôm nay trên thế giới này không thiếu những bài giảng. Các bạn vào trong trang mạng không thiếu những bài giảng tuyệt vời của các mục sư vĩ đại. Nhưng mà điều chúng ta cần ở đây là chúng ta đang cần một phương cách để làm sao cuộc đời của chúng ta được phục hưng. Điều mà chúng ta cần ở đây là làm sao để có một phương cách để hầu cánh kỳ phương được phục hưng. Làm sao cho dân tộc chúng ta được phục hưng. Và nếu đó là cái điều mà bao nhiêu ngày chúng tôi trăn trở trong những ngày tháng vừa qua. Làm sao đây Chúa ơi? Chúng ta phải làm gì đây? Kỹ năng cầu nguyện cũng có, bao nhiêu ngày cũng có, làm tất cả những gì có thể cần nghĩ cho Chúa chúng con làm. Nhưng mà tại sao chúng con vẫn chưa nhìn thấy, chúng con vẫn chưa nhìn thấy được cuộc phục hưng? Đó là cái điều chúng tôi chăn trở. Chúng tôi ao ước được Chúa trong đời của chúng con như này, trước khi ngày kết chúng con về, chúng con được nhìn thấy một cuộc phục hưng lớn vĩ đại trên đất nước Việt Nam chúng con, và nhiều người đưa tay lên quỳ gối xuống và thờ phượng Chúa Trời. Những con người đổi lối gian nan được cứu, họ không còn đau khổ như chúng ta đã từng đau khổ, như chúng ta đã từng đau khổ, như chúng ta đã từng sống trong tuyệt vọng, trong sự bế tắc, không có lối thoát. Chúng ta được như ngày hôm nay là bởi vì tình yêu của chúng. Nhưng còn có hàng triệu, hàng chục triệu người không được như chúng ta. Các bạn qua đây không? Chúng ta phải có một sự nóng bỏng, nóng cháy, một sự khát khao nóng cháy cho thế giới. Còn đó là điều chúng tôi đang. Chúng ta trở lại câu chuyện của Peter. Trong một cái bối cảnh ngặt nghèo, Chúa bị bắt, các môn đồ sợ hãi. Peter có đức tin, có tình yêu với Chúa chứ không phải là không. Nhưng chưa đủ, chưa đủ. Đến lúc đầu mà ông được chối Chúa ba lần. Các bạn biết ông chối Chúa trước mặt ai không? Không phải là trước quan tòa đâu. Không phải là trước những cái quan về về những con người đầy xuống đó, những con người mà đầy quyền lực đâu. Người tôi nghiên cứu thấy ông chối Chúa trước một cái con ở, một cái người ở, mà cái người ở chưa hăng giờ là dẫu đâu nha, mới hỏi một câu thôi. Nói hình như là tao thấy là người cũng ở với cái đám Giêsu cho nó. Ừ, tao không biết, tao không biết. Ôi, tôi không hiểu lúc này kia đâu như thế nào. Nhưng mà đấy các bạn, ai tưởng mình đứng thì ai xứng kiểu ngắn. Khi mà thánh linh của Chúa chưa đổ xuống thì sức mạnh từ bên trong chưa có đâu. Của thánh con em, để nó đã từng đi với Chúa, chứng kiến Chúa làm phép lạ, chứng kiến Chúa làm phép lạ. 3 năm trường nghe những chữ đại tây nữa, 3 năm rưỡi của các sứ đồ bằng 10 năm, 30 năm của chúng ta. Bởi vì 3 năm rưỡi ấy, giờ nào, phút nào họ cũng ở với Chúa, họ nghe Chúa dạy dỗ trực tiếp. Còn chúng ta đi theo Chúa, có khi mấy một tháng mới đến một tháng được vài lần, 4 lần, sau đó đi học kinh thánh, thì như vậy cũng chưa hẳn ra bằng họ đâu. Thế nhưng mà trong cái giai đoạn như vậy, ông ấy đã Chúa trực 3 lần. Rồi sau đó là cái gì nữa? Bỏ cả khai cực đi đánh cả. Ôi, chẳng 21 nữa. Ông họ này mới ngày nào đi Chúa. Bây giờ thêm một cái điều nữa là bỏ khai cực. Tôi vẫn dùng cái từ, ông phát biểu một câu thật là hỡi ôi mình. Người lãnh đạo, ông là lãnh đạo. Lãnh đạo phát biểu một câu thật là tệ hại. Tôi đi đánh cả. Và mấy sáu cái ông kia kìa, mừng quá. Lãnh đạo mà còn kiểu này thì đi người đi xuống. Họ mừng quá, họ nói sao? Tôi đi về anh.
thế là 1, 2, 3 chúng ta lên được. Thế giới này mặc kệ nó, phải được Chúa trao mặc kệ. Tại sao ngươi trở nên tay đánh lưới người mặc kệ, cáo chìa khóa đưa trên đàn mặc kệ? Sao vậy? Ông không phải là một người không yêu Chúa, nhưng tình yêu chưa được, chưa được. Ông bỏ mặc mọi chuyện. Và Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời. Chúng ta có một thể tế hưởng phần cải không được xử lý của con người. Còn đánh con đi. Tất nhiên là ông đi đánh cá là cái điều mà ông muốn, nhưng mà Chúa không ngăn chặn. Chúa để cho ông tự do. Nhưng mà có những trường hợp mà đi đánh cá theo ý muốn của Chúa thì cứ việc đi. Các mục sư có amen. Nhưng với điều kiện là đi làm cái gì có ý Chúa là cứ đi, còn không có ý Chúa thì đừng ngồi đi. Nhưng cái câu chuyện cũng là ông kia đâu nè. Tôi chợt nhớ Chúa bảo đi ra ngoài biển cái kia thì câu lên con cá. Đâu phải có một câu về chuẩn bị mồi, về chuẩn bị lưỡi câu, cần câu, chuẩn bị nhiều ra ngoài bờ ngồi căng một câu cá. Nhưng mà câu cá này là cá mình đi. Chúa bảo mục sư qua amen. Chúa không bảo đừng đi. Và các môn đồ ra đi thì không được gì hết. Chúng ta thấy câu chuyện này. Nhưng mà đây cũng là cái câu chuyện tuyệt vời của Chúa. Tại sao Chúa không cắt? Cái lúc mà thả lưới xuống kéo đêm, thả lưới xuống kéo đêm không có gì hết. Chúa biết rồi. Chúa có ở đó. Tại sao Chúa cắt gì? Tại sao Chúa cắt gì ngoài khơi thế kìa? Đợi bây giờ đi vào bờ rồi, hết hy vọng rồi, tuyệt vọng rồi, phút 8-9 rồi. Chúa bảo, không có gì mà ăn, không có gì ăn à. Các bạn đổi không có gì hết. Chúa bảo thả lưới xuống, họ được bao nhiêu con cá hả chị em? 153 con cá. Các môn đồ lên bờ, chúng ta xem diễn biến. Chúa đang dạy dỗ phiền. Chúa đang dạy dỗ các sự. Chúa mình im lặng cũng cả sứ điệp ấy. Có để tới Chúa qua bên. Sự im lặng của Chúa là cả những sứ điệp màu nhiệm. Sai Chúa ngay cái lúc mà ta đi đánh cá, sáu ông kia đi theo lúc đó, tại sao Chúa Jesus xuất hiện để ngài can thiệp? Nhưng mà nếu mà ngài can thiệp lúc đó thì chắc là chưa phục đâu, chưa phục. Ngài để cho thỏa mãn, rồi sau đó ngài mới làm cho. Lên bờ, các sứ đồ thấy cái gì trên đó? Cá. Chúa chăm sóc đời sống cho. Đây mới là bắt đầu cái sứ điệp của Chúa đấy. Đây là sự phục hưng. Các bạn xem cách của Chúa này. Phi-e-rơ ngồi ăn, các môn đồ ăn. Các bạn thấy họ ăn có ngon. Riêng ông Phi-e-rơ, tôi nói về ông Phi-e-rơ thôi. Phi-e-rơ ngồi ăn ngon lắm. Tôi tin là không ngon chút. Và đây có ai nghe cái câu chuyện mà tôi đã từng kể cho các bạn nghe cái câu chuyện của tôi ở trong khi mà tôi chưa biết Chúa ngày xưa ai ạ? Mà tôi cũng từng có bằng ngày người thôi. Thế thì đây xin phép, tôi xin phép là đại hội. Tôi kể cho những người chưa nghe nghe. Tại sao mà tôi khẳng định với các bạn là Phi-e-rơ ăn không ngon chút nào? Là bởi vì câu chuyện này tôi đã gặp. Tôi gặp không phải trong cái trường hợp của Phi-e-rơ. Đó là ngày xưa đấy, ba tôi yêu tôi lắm. Nhà tôi là bác sĩ, dòng dõi nhà tôi là bác sĩ. Ba tôi rất ghét cái trò đưa tay bẩn tay với lại là chơi bài chơi bạc. Còn lúc còn nhỏ thì từ Bắc mình ở Nam Định. Tôi mê cái trò đánh đá lỗ thì tôi mê lắm. Đồng xu cứ lên kem, cám đúng từ game. Ba tôi thì ghét hết cái chuyện này. Ông trò bất cứ cái gì cũng được nhưng mà đi đánh đá là không được. Còn tôi thì lại mê nhất cái này. Tôi là một đứa con rất ngoan ngoãn ở trong nhà. Và bạn cô thì nó biết tôi mê. Anh sẽ có suốt ngày đến cắm chỗ. Nó bố mày có nhà đâu mà. Không, bố tất cả không được chơi. Nhưng mà bố mày đi luôn. Thế là nó không sao được. Nó cứ ở ngoài nó quăng, nó đánh giả. Nó nghe cửa xuống. Nó mang sang ra, nó thích quá. Nó đánh đáo giỏi lắm anh chị. Rồi nhìn nó khen cửa. Nó nhìn nó khen cửa. Nó chọn chọn cái bệnh. Tôi nghĩ là sao mà chọn ngu thế. Mày không chúc. Nó cứ vậy trong bên trong, nó biết bên ngoài, nó biết là thế nào. Tôi cũng bị cám dỗ. Nó cứ vậy một lúc sau, không chịu nổi. Tung cửa đi ra, rồi, chơi. Thế là chơi mà cái đám hàng xóm nhà con nít ở trong xóm. Một cái bè ở chơi đáo, nó đủ cả mọi nơi đến mấy chục đứa gì. Nó nhỏ lên đó như thế. Rồi la hét, ông sợ hết. Rồi tôi chơi say sưa. La hét rồi đó. Đến lần tôi chơi đang say sưa, rồi tự nhiên mấy chục đứa im re không nói câu nào. Tôi chọn nguyên bài, tôi ăn được hai cái điều. Nếu tôi chọn nguyên bài xong cái điều, tôi sẽ tự nhiên đi im hết như thế. Tôi nhìn mặt nó, thì nó đứng chờ, nó nhìn tôi. Nó nhìn tôi xong nó nhìn qua bên cạnh tôi. Tôi nhìn qua, bố tôi. Ông ấy, ngày thứ hai, ông đi rồi. Nhưng mà giữa đường, ông quên đồ, ông về ở đấy.
trong mắt quả tang. Và tôi rất là ngày xưa rất là tự ái và rất là giống như là không có điều muốn sao anh nói với mình như thế. Tôi mới nói với bạn tôi, nếu muốn đừng ai la ai chửi, đừng ai nói với mình thì sống cho đúng, sống tầm bầy á, họ chửi cắn mà nghe, lúc nào cũng vậy. Và bây giờ ba tôi đứng đó tôi mắc cỡ, tôi nhớ cái cảm xúc anh chị em. Anh chị em biết không, tôi đi các bạn, ba tôi không nói một lời, ông không bao giờ nói đâu, ông bỏ đi vào trong nhà. Còn tôi lúc này bao nhiêu cảm xúc, tôi vừa đi ra bữa ăn, vừa nấu có bữa ăn, vừa rửa tay chân sạch sẽ đấy. Nên là bạn tôi cứ cho tao đi, cho tao đi, hai túi tôi đầy thịt xu, tôi cũng vừa đi vừa quẳng lên cho mày cá, còn mong muốn gì nó quẳng hết. Nên xong đi ra rồi, ăn xong vào cái bộ xe lông một, tôi chờ, tôi chờ ba tôi trong một sứ điểm. Bây giờ tôi gọi là sứ điểm, cho lúc đó là một bài đèn. Tôi chờ ông thì cứ đi chỗ tủ nọ tủ kia lục đồ, còn tôi cứ sợ ông để trước mặt tôi cái hộp bánh cao đâu. Ở đây những người lớn tuổi ai là người biết bánh cao đâu ạ? Ôi có ít người biết thế. Bánh cao đâu ngày xưa gọi là tên là bánh cao đâu đấy. Quê tôi gọi như vậy, nó là cái bánh trung thu bây giờ đấy. Ngày xưa quê tôi ấy, nó khổ lắm, nó thèm lắm. Ngày xưa nó là cái đó quý vô cùng, cho mình biết bánh cao đâu là không dám ăn đâu, nhấm nhấm vào miệng thôi để lấy cái cảm giác của nó, lấy cái hương vị của nó thôi, không dám nhai, nhai thì nuốt mau hết. Bố tôi mà tôi thích cái bánh gì không? Bố tôi đặt trước mặt tôi cái bánh. Sao mà bố tôi nói ăn được không? Các bạn nghĩ tôi còn cảm xúc nào để ăn? Bố tôi đi tới đi lui, xong rồi bố tôi lấy đồ, xong rồi bố tôi nói ăn đi con, bánh đâu con thích mà. Nhưng mà cái mắt tôi thì buồn người được. Tôi để cho bánh nó không đấy. Xong rồi ông đi tới, thấy tôi vẫn chưa ăn. Ông đi còn gian, ông cắt. Ông cầm một miếng đưa vào đây, tôi có ăn đi bánh này con thích mà. Tôi mệt quá, tôi cầm, cho con ăn đi. Anh ơi, tôi cầm cái đút vô miệng tôi. Cái bánh mà tôi ham muốn nhất, nó đắng ngắt trong cái miệng tôi. Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác ấy. Bao nhiêu cái điều nghẹn ngào, tôi đang chờ. Tôi nghĩ cho bụng, bố nói cái gì nói bừa, nó đại đi. Như thế này chịu khớp nổi. Có nghĩa là ăn xong rồi bố tôi sẽ có một tài. Không có, ông lấy đồ xong rồi ấy, ông mới ra xe. Ông quay vào, ông nhặt bố tôi rất là tâm lý chứ. Tôi thật tưởng ông ấy vô cùng cho đến khi Chúa Giêsu xuất hiện. Tôi thật tưởng. Và khi ông đi ra mặt cửa hỏi chứ, ông ơi, bố đi nhé. Câu nói của ông cho tôi biết là sứ điệp chấm hết. Tôi cứ chờ cái sứ điệp. Ông bố lên, ông ơi, bố đi nhé. Tôi nghẹn ngào, mày còn nói thêm câu nữa. Con ở nhà ngoan. Tôi đã nói về chuyện này bao nhiêu lần. Và mỗi một lần tôi nói, tôi không cố ý để khóc. Tôi nhớ cái cảm xúc của mình. Bố tôi bây giờ 90 mấy tuổi rồi, là 100 tuổi. Nhưng tôi vẫn phục ông ấy, ngoài những cái tội của ông. Tôi vẫn nể cái cách mà tôi sống. Ông cứ sống. Và tôi mới có các bạn biết không, lúc đó ông đi rồi, tôi nghẹn ngào, trong lòng tôi biết bao nhiêu lời hứa. Chúa ơi, không bao giờ làm cho bố mình buồn. Tất nhiên, lời hứa cũng là điều tốt, các bạn có amen. Còn thực hiện được lời hứa ấy, đúng được bất tổng tâm. Nhưng ít ra con người cũng phải có lời hứa, ít ra con người cũng phải có một sự quyết tâm. Lúc ấy tôi quyết tâm là không bao giờ làm cho bố mình buồn. Và sau đó tôi lớn lên, tôi tin Chúa, và câu chuyện của Phi-e-rơ nhắc cho tôi nhớ lại câu chuyện. Và tôi khẳng định là Phi-e-rơ không bao giờ mà ngon. Ông chờ một sứ điệp của Chúa. Chúa không nói kinh thánh nữa, là Chúa im lặng không nói một lời. Các môn đồ cũng không nói. Họ ăn, họ gặp nhấm cái gì? Tôi tin rằng họ không gặp nhấm cái đồ ngon của miệng bánh. Nhưng mà họ đang suy ngẫm, họ gặp nhấm cái tình yêu của Chúa. Ăn xong rồi, chưa ăn xong thì các môn đồ và Phi-e-rơ im lặng chờ Chúa một sứ điệp cáo trách, một sứ điệp gì đó. Nhưng mà các bạn, tôi và các bạn cũng nên học Chúa Giêsu mình là cái điểm này. Im lặng trong tội lỗi đôi lúc nó là một sứ điệp. Các bạn qua đây, sứ điệp nói ra đôi lúc cần nói cũng là một sứ điệp. Nhưng mà đôi lúc không cần, đôi lúc không cần, và biểu lộ bằng một cái hành động tình yêu thương che đậy vô số tội. Và Chúa làm một điều giống như là cắt than lửa đỏ mà đổ trên đầu các môn đồ. Đã không mang một cái bánh cho ăn. Đến đoạn cuối cùng Chúa kết thúc sứ điệp, Chúa kết thúc sự chờ đợi của các môn đồ bằng một câu: Phi-e-rơ, người yêu ta,
Chúa mình quá tuyệt vời để đỡ cho Chúa. Amen. Không nói về tội lỗi, không nói cái đó. Mấy ngày nào đây người Chúa Chúa. Bây giờ họ thấy được có rất nhiều sự, có rất nhiều điều mà Chúa có thể nói với phía ta. Nếu ở đây Ngài cứ nói về hành động, không phải là Ngài không nói đâu. Hành động của Ngài là sức hiệu còn hơn cả lời nói. Với các con cái đấy, chớ yêu bằng lời, nhưng mà phải yêu bằng việc làm. Còn lẽ thật việc làm của Chúa Giê-xu là gì? Việc làm của Chúa Giê-xu là Ngài sẵn sàng cảm thông với sự yếu đuối của phía đó. Ngài cho họ bánh, Ngài cho họ cá trước khi cho họ bánh. 153 con cá kia kìa, Ngài sửa ấm cho họ bằng lửa bên ngoài, rồi Ngài có thể cho họ bánh để họ. Và bây giờ bằng hành động là gì? Lời nói cũng là hành động. Hành động bằng lời nói. Và lời nói là gì? Phía đó người yêu ta không? Và đây là cái lúc các bạn nghĩ Peter ăn năn chưa? Các bạn thấy Peter có yêu Chúa? Lúc này Peter có yêu Chúa? Cái tình yêu này vĩ đại vô cùng. Cái tình yêu mà Peter có cho Chúa đây là tình yêu không phải phổ thông đâu. Tình yêu này không phải tình yêu mà yêu Chúa chết cho mình trên thập tự giá. Không, cái tình yêu mà yêu Chúa vì tới Chúa chết cho mình trên thập tự giá. Tình yêu ấy quá bình thường đi, ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng một cái tình yêu sâu sắc, một cái tình yêu trong mối quan hệ giữa Chúa với người ấy, và người ấy tận hưởng được sự tha thứ của Thánh Quang em, người ấy tận hưởng được sự chăm sóc của Chúa. Biết ơn Chúa vì Chúa chăm sóc mình, biết ơn Chúa vì những tội lỗi giấu kín của mình mà Chúa vẫn không để nó lộ ra, biết ơn Chúa vì những tội lỗi mình vi phạm mà Chúa vẫn tha thứ. Đấy là một thứ tình yêu trong mối quan hệ, đấy là một sự tình yêu có sự hiểu biết, đó là trong mối quan hệ sâu sắc. Và Peter biết vậy, Chúa Giêsu không hỏi Peter là người có yêu ta không ở trên thập tự giá đâu. Chúa Giêsu muốn hỏi là những gì ta làm cho ngươi, những gì ta đối xử với ngươi, ta cảm thông với ngươi, tội lỗi của kia, của ngươi kia kìa, những việc làm của ta dành cho ngươi có đủ để ngươi yêu ta không? Và Peter, các bạn, Peter có yêu chưa? Bây giờ yêu chưa? Yêu thật không? Bây giờ sẵn sàng, Peter sẵn sàng chết theo người của chưa? Thế tại sao cứ mới ngày nào mấy chục ngày đó, tại sao lại chối Chúa? Tại sao chứ con đòi tôi mới hỏi thôi mà đã chối Chúa rồi? Tại sao bỏ khải tượng? Bây giờ đây là lúc mà Chúa hụt hứng lại tấm lòng của Peter. Chúa hụt hứng lại tình yêu ban đầu của Peter. Và tình yêu ban đầu của Peter thôi hết cả lúc ban đầu nữa. Bằng hành động của Ngài, bằng sự chăm sóc của Ngài, bằng sự cảm thông của Ngài. Và đây, nếu Chúa không hụt hứng chúng ta, nếu Chúa không hụt hứng lại tấm lòng của chúng ta trước, thì không thể nào có một sự hụt hứng trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không từng yêu Chúa được, mà Chúa yêu chúng ta trước. Đánh qua men mà. Và Peter đã được Chúa phục hưng lại, phục hồi lại, phục hưng lại trong lòng Peter ngậm ngùi. Và Chúa nói là người yêu ta thì hãy chăm chiên ta. Bây giờ không những Chúa phục hồi lại cái vị trí cho Peter rồi, sau khi Chúa phục hồi lại, phục hưng lại tình yêu rồi, thì không phải là chỉ tình yêu trong lòng không, mà Chúa phục hưng luôn cả chức vụ của Peter nữa. Đấy qua đây nữa, chăm chiên ta đây là chức vụ mục sư mà Chúa phong chức cho Peter. Đấy qua đây nữa, nhưng vẫn chưa phải là hết. Đây mới là yếu tố của con người. Peter là một tác nhân sẵn sàng đem đến cuộc phục hưng ở đây, nhưng vẫn phải chờ. Các bạn coi nhé, vẫn phải chờ. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng các ngươi hãy chờ cho đến khi nhận lấy quyền phép từ trên cao. Và khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy sức mạnh mà làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giê-ru-sa-lem, xứ Sa-ma-ri-a cho đến cùng trái đất. Peter đã được phục hưng cái tình yêu ban đầu rồi, nhưng vẫn chưa có được cái nhìn trên sự. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra khi mà ông cùng các sứ đồ 120 môn đồ được Đức Thánh Linh đổ xuống đầy dẫy Đức Thánh Linh? Trong 120 môn đồ này có Peter trong đó không? Có Peter. Và Peter nhận lấy được quyền năng của Đức Thánh Linh đổ xuống như thế, ngay lập tức ông giảng một bài giảng hơn 3.000 người tin Chúa. Amen. Và đó là công việc của Đức Thánh Linh. Và ngay lập tức công vụ đoạn 2 câu 41 cho chúng ta biết được rằng Peter cộng với Đức Thánh Linh chính là những tác nhân khai sinh ra hội thánh. Có đúng như vậy không? Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến từ hội thánh. Ở trong Ma-thi-ơ 16-18 Chúa Giê-xu đã nhắc đến từ hội thánh rồi, ta sẽ lập hội thánh ta trên. Nhưng mà Chúa Giê-xu nhắc đến trong tương lai thôi.
Chúa Giêsu nhắc đến trong thì tương lai, còn bây giờ hồn anh mới được khai sinh và chính con người được phục hưng. Đó là Peter được phục hưng tình yêu của mình và được Thánh Linh của Chúa Đức Chúa Trời đổ đầy. Chính con người này đã cùng với Đức Thánh Linh khai sinh hồn anh đầu tiên. Còn lấy con nghe, chúng ta có ao ước một cuộc phục hưng lớn trong ngày hôm nay không? Chúng ta có muốn có một cuộc va chạm giữa Thánh Linh với chúng ta không? Chúng ta có muốn được phục hồi lại cái tình yêu trên đời sống của chúng ta không? Hỡi hồn thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta nhớ này, chúng ta nhớ này, tôi luôn luôn thờ phượng Đức Chúa. Cuộc đời tôi là một chú dài của Đức Chúa Trời. Cuộc đời tôi là chú dài của Đức Chúa Trời. Tôi không bao giờ quên những năm tháng đâu. Tôi không bao giờ quên những năm tháng mà tôi bị thế giới này lừa lọc. Tôi không còn niềm tin vào con người. Tôi còn một chút hy vọng nào chút sợ. Tôi không đủ sức tin vào tôi. Tôi không bao giờ quên được ngày tháng tôi đứng trên hai sàn cá trâu. Tôi là một tỷ phú trước đó. Cuộc đời tôi là một chú nhà của những con người. Tôi là tỷ phú và tôi đã đầy dễ tiền bạc. Nhưng được thế giới này lừa lọc. Và cuối cùng tôi đi tìm cái chết. Đứng trên cái sàn cá trâu trên lầu ba, tôi bị biệt. Tôi không thể sống. Và lúc đó có một tiếng nói đấy và nói với tôi là ngươi là một thằng hèn. Tôi nói ủa ai nói vậy? Lúc đó tôi không biết Chúa. Tôi biết ai nói vậy mà không thấy ai hết, có mình tôi thôi. Tôi bảo hèn đi, tôi chẳng hèn, tôi chẳng lừa lọc ai, tôi chẳng ăn quỵ ăn dịch quá hết. Đời này nó giật tôi, nó lừa tôi thì có. Tôi không hèn, tôi không biết sống thì tôi chết, tôi sống thì tôi nhục. Bây giờ phá sản rồi, hiện đại nó ngồi trên đầu mình. Tôi không biết sống thì tôi chết, tôi chẳng có gì hèn. Tôi đang định nhảy nữa thì tự nhiên tiếng nói lại cất lên: ngươi là một thằng hèn, ngươi chạy trốn, con ngươi có tội gì? Đúng là Chúa quá khôn ngoan, Chúa đưa con tôi vào cuộc. Tôi chẳng tin tôi mất buồn mà đúng là con mình có tội gì, mình chết thì được, còn nó không sao. Cuộc đời của nó sẽ đi về đâu? Nó còn nhỏ thế, mình chạy trốn, mình không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tôi lớn rồi và tôi nói là thôi được rồi, vậy thì tôi không chết nữa mà tôi sống. Tôi sống mà tôi nuôi con tôi đến năm nó 18 tuổi rồi tôi chết. Tôi làm tròn trách nhiệm của một người cha. Và tôi quay vào trong phòng khách sạn, con tôi đang nằm ngủ ngon này. Tôi chỉ tay vào mặt nó, tôi nói vì con mà ba phải sống đấy nhá. Bằng chú dài, chú dài của những năm tháng sống cơ, nhưng mà tình yêu của chú đeo đủ tôi, ngày nâng tôi. Cả cái đời tôi là một chú dài của những phép. Ông một xưa mình kiếm được gặp ông chứng kiến cuộc đời tôi. Ông nói một xưa lấy sách đi, nếu không thì một xưa cho phép được biết. Và tôi không bao giờ quên cái tình yêu của chú ngày xưa. Lúc nào cũng quần quần đi tìm kiếm Chúa, không gặp chiếc xe đạp thôi, mà cứ quần quần thiên ăn cầu nguyện năm nào 40 ngày cầu nguyện. Và bây giờ chỉ không nào có ăn năn với Chúa. Năm nào cũng kiếm ăn cầu nguyện 40 ngày, không kiếm ăn không chịu được. Tìm kiếm Chúa, đó là khác Chúa. Bóc đổi bắt bớ khắp mọi nơi, đến các tỉnh miền Tây để bao giờ đi mạnh mở hồ cánh ra bị bắt bớ. Nhưng mà cứ quần quần tình yêu của Chúa cứ thôi thôi. Nhưng mà điều đức chính bản thân tôi, bây giờ tôi cũng bị hao. Và nhân tiện cái dịp này, những cái dịp khác nữa, tôi cầu xin Chúa hãy phục hưng lại đời sống của con, phục hưng lại tình yêu ban đầu trên đời sống của con. Hỡi hồn thánh của Chúa, chúng ta hãy nhớ những năm tháng mà chúng ta đang sống trong sự đau khổ tuyệt vọng, chúng ta đừng bao giờ hỡi đi hồn ta chớ quên các ân điển của mình. Một trong những điều chúng ta khơi lại cái tình yêu của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và ngay ngày hôm qua, ngay ngày hôm kia, ngay những ngày gần đây, Chúa giải cứu chúng ta như thế nào? Chúa giải cứu, Chúa chu cấp cho chúng ta như thế nào? Chúa giải cứu chồng chúng ta, vợ chúng ta, con cái chúng ta như thế nào? Chúa nâng chúng ta lên để có người thấp kém như thế nào? Cho nên hỡi một cái, chúng ta hãy phục hưng lại cái tình yêu ban đầu của chúng ta với Chúa. Chúa thì luôn luôn yêu chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta phải yêu Chúa bằng hành động. Hồi nãy con nghe không? Hãy làm tất cả những gì Chúa sai phái chúng ta làm. Hãy làm tất cả những gì mà mục sư quản nhiệm của chúng ta ủy thác cho chúng ta làm, không phải vì chúng ta muốn mà làm vì chúng ta yêu Chúa mà làm. Chúng ta yêu mến Chúa. Dù người ta chưa yêu mến mình, người ta chưa tôn trọng mình, kệ người ta. Chúa yêu chúng ta thì chắc chắn là chúng ta cứ yêu Chúa đi thì chúng ta sẽ được Chúa yêu lại. Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Chúa đã yêu chúng ta thì Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Chúa chưa nâng chúng ta lên là một bài thử cho chúng ta đấy. Chúa để cho mục sư đôi lúc chưa chú tâm vào chúng ta, cho chúng ta làm những việc đến kém,
cho chúng ta làm những việc nhẹ nhẹ, cho chúng ta làm những việc không cao trọng lắm. Đấy là bài test mà Chúa dùng các mục sư để thử luyện chúng ta đấy. Cứ yêu Chúa mà làm hết lòng đi, hết lòng cho Chúa đi, cứ làm hết lòng đi, Chúa sẽ nâng chúng ta lên và sự phục hưng đến từ đây. Có đánh qua mấy không? Trước khi dân tộc được phục hưng, cá nhân mỗi chúng ta phải được phục hưng. Và phục hưng ở đây đó là phục hưng tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Chúa thì luôn yêu mến chúng ta, còn chúng ta phải yêu mến Ngài bằng hành động. Biết gì cũng làm, Chúa sai là làm. Làm tất cả dân hiến cho Chúa, dân hiến về thời gian, sức lực, tất cả mọi sự cho Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa, vì cớ tình yêu của Chúa mà hành động. Đừng vì ai đó khen chúng ta thì mới làm, đừng vì ai đó cho chúng ta ở chỗ cao trọng thì chúng ta mới làm. Đó chưa phải là tình yêu của Chúa. Hãy rời ra khỏi hội thánh Ê-phê-sô. Hội thánh Ê-phê-sô họ rơi vào cái tình trạng đó, cái tình trạng là họ phải được vinh hiển thì họ mới làm. Và đây là điều Chúa muốn nhắc họ rằng hãy làm lại từ lúc ban đầu đi, hãy xem người sa xuống từ đâu. Nếu tất cả hội thánh quốc tại ngày Việt Nam đều khơi lại, đều phục hưng lại cái tình yêu của chúng ta với Chúa, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ dùng chúng ta để Ngài đổ được tính của Ngài trên đời sống của chúng ta, và sự phục hưng sẽ đến. Chúng ta không thể kêu gọi mà có phục hưng được, chúng ta không thể cầu nguyện mà có phục hưng được, chúng ta không thể công bố mà có phục hưng được, mà chúng ta phải làm theo ý muốn của Chúa. Chúa sẽ bảo rằng ngươi hãy xem là ngươi sa xuống từ đâu, rồi ngươi làm lại đi. Và Phi-e-rơ đã là minh chứng cho chúng ta, cũng là một con người đó mấy tháng về trước, mấy ngày về trước thôi, là một con người bỏ cải tường, Chúa Chúa, là một con người đấm ngực mà khóc. Nhưng mà khi mà Chúa quan tâm đến, Chúa chăm sóc đến, tình yêu được phục hồi lại trên đời sống của ông ấy, Chúa đã dùng ông ta, ông Phi-e-rơ trở nên một thánh đồ, trở nên một con người đem một cơn phục hưng lớn cho hội thánh, là một nhà sáng lập ra hội thánh đầu tiên. Có đánh con nghe không? Chúng ta có ao ước rằng điều ấy sẽ xảy ra trên chức vụ chúng ta không? Chúng ta có ao ước rằng thánh linh của Chúa hành động trong ba ngày này không? Chúng ta có ao ước rằng tất cả mọi người đều được phục hưng. Đừng rung động trái tim của chúng ta trước những cái sự vinh hiển của đời này, trước người nam người nữ, trước sự đẹp đẽ của thế giới này. Nhưng hãy để cho trái tim chúng ta rung động trước cái tình yêu quá vĩ đại, quá nhân từ, quá tuyệt vời của Chúa. Chúng ta sẽ được phục hồi lại, và hội thánh có một cái sản phẩm quá tuyệt vời, đó là tình yêu thật của Chúa cho hội thánh. Amen. Người ta bước chân vào hội thánh, người ta cảm nhận được sự bình an, người ta cảm nhận được tình yêu cho bởi đánh con em, và người ta sẽ không ra đi đâu các bạn. Chúa đã gửi vào, và các bạn là những người yêu mến Chúa, tôi các bạn là những người yêu mến Chúa, thì chắc chắn là Chúa hiện diện cách đầy để trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Không thì có của tốt nào cho những người yêu mến này, thì các bạn cứ chờ đấy, chúng ta phải chờ đến đây. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.